Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho một cái loại máy thổi oxy có cái công suất khá là lớn nha. Thì đây là cái dòng ACO 006 80W, 80W dùng điện 220V. Mình đang test thực tế trước khi mình gửi cho khách hàng để chúng ta xem nè. Cái oxy nó tạo ra cực kỳ lớn luôn. Gồm có 8 đầu, gồm có 8 quả sủi nha. Đây, tổng cộng là 8 quả sủi. Test thực tế trước khi gửi cho khách hàng. Đầu chia 8 máy. Thì cái máy này thì được thiết kế có những cái nhôm tản nhiệt nè và cái đế cao su cực kỳ vững chắc luôn. Đấy. Chạy rất là êm. Ở đây thì mình đặt ở trên cái nền gạch bóng và cái nhà mình có hơi nghiêng một tí cho nên là khi mà chạy nó di chuyển, thật ra nếu chúng ta để ở vị trí chỉ cần có một tí gồ ghề bám là nó không bao giờ nó chạy nè, thấy không? Giữ êm luôn. Và gần như là cái tiếng máy nó cực kỳ nhỏ luôn, không nghe luôn. Bây giờ mình sẽ cho ta xem là cái lượng điện của em nó chạy là bao nhiêu nha, tiêu thụ là bao nhiêu. Đấy, điện nhà mình là giờ 230V nè, chạy đang chạy 52W nè, thấy không? 52W thì một chục tiếng nó chạy 24 tiếng thì nó tiêu thụ khoảng một số điện thôi, một số điện cực kỳ nhỏ, hay là 1 kW điện, chạy 24 tiếng hồ tốn chỉ 1 ký điện, phù hợp chúng ta để chúng ta chạy cho cái hồ cá gia đình mình, hoặc là chúng ta chạy để bán tôm bán cá ngoài chợ thì cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn ảnh mình sẽ cung cấp chúng ta. Đây là video mình test thực tế trước khi mình gửi cho khách hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm video và hẹn mình ta những video tiếp theo.